Lãnh đạo quận Cẩm Lệ cũng vừa đến thăm tặng quà chúc Tết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Đây là những trường hợp già yếu neo đơn bị bệnh hiểm nghèo không còn sức lao động. Đến thăm các hộ này, lãnh đạo quận đã ân cần hỏi thăm động viên các hộ cố gắng vượt qua khó khăn, đồng thời trao suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận cũng cho hay quận luôn quan tâm đồng hành cùng người nghèo, đồng thời yêu cầu các địa phương cũng cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ để những hộ đặc biệt khó khăn nói riêng, người dân nói chung vui xuân đón Tết đầy đủ, an toàn, lành mạnh. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, quận Cẩm Lệ hỗ trợ cho 889 hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương và thành phố với tổng kinh phí hơn 650 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ vì người nghèo và ngân sách quận, đồng thời hỗ trợ cho 1.036 hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố.